tắt đèn không có ai đào luôn vậy. Chị muốn quay môi ra ngoài sao? Trời, nhiều dữ vậy. Lai ngày hôm qua hỏi tiệm vàng đi đổ cho nó Lai. Hồi đó có ra cái định đổ với bông tai mà bông tai chỉ mở không ra cái thầu, cái chị mình qua chút nhẫn mình cái chiếc nó có cái hậu tay á mà ở ngoài rồi vô cái xương này điểm giật mà đưa ra điểm rộng đau bụng quá nữa thôi về ra đến giờ sáng này ra đổ máy cho trên đá nên cứng. Dạ cái mụn mình chân cứng hay cũng cứng lắm. Móng vậy nó quẩn luôn. Em mới định đi Lon à? Dạ mà chị Lon đi Sài Gòn. Em thấy phải đi du lịch. Chị Lon theo chị làm à? Dạ. Cuối cùng tùy cháu cũng không được nên ra nó ăn. Xíu chắc cái khác làm tiếp. Mụn em nhiều kìa. Em bị cái chán nhiều lắm. Bao lâu rồi em đi lấy đây? Mấy tuần rồi? Do tại em xài cái đó, em gây làm ráng em xài bé A. 2 tuần đi coi thử có đẩy ra nhiều không rồi em đi lùng lần. Giờ em đi lùng lần 2 tuần đó à? Dạ, 2 tuần đó. Tại vì em biết em xài trước sau chỉ em sẽ đem muốn nên em ráng em xài. Mà do thuốc quá em buồn 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 nằm em lấy cái tay á em cạy đỏ này cạy lần thăm lâu nghe đừng cạy kiểu như đẩy nhá 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 cứ cái tay cái cạy ra đúng rồi rõ luôn đó. Mua kem nữa đó à?
tội. Là bán đi đây, từ cháu bán đi đây không làm đây. Hôm nay nó tưởng là hẳn rửa mặt rồi chứ. Hôm nay không thấy rửa mặt. Đây là khách này của chị Loan. Tay muốn rung rồi. Thì không ra mà không ra không thấy. Thế đúng rồi. Thì nó cũng lì lắm. Kiểu như mấy cái mụn đá á. Chữ ra lại nè. Càng đè nó không ra nổi. Một lúc mà một lỗ mà hai nhân có. Cọc này em nợ. Em tự nặng. Chưa nấu ăn xong. Thì lâu cũng rồi. Nấu chị thấy gì? Có cần xuống nấu không? Không. Không có mình, nhưng mà chị để bổn cung nấu. Cho các đệ tử nấu không yên tâm. Để kêu đồ đệ nấu. Đồ đệ nó nấu ăn ngon. Mới được. Đồ đệ. Đồ đệ bên kia kìa. Có canh rau muống á. Ăn trước canh nó đi. Đó hết rồi. Chỉ có canh thịt bò chưa có thôi. Đài giá non nữa. Không chỉ lo mình nấu nhiều luôn à. Ê, ba là ba đang cứ đi mà đi ba sẽ chịu có. Mọi người nói xuống náo mà, nhưng mà chị kêu chị để chị náo cho đúng vị của hằng. Xuống của chị không có cây không có vui á. Chị Lai động tay chị Ly đúng không? Xin lỗi chị Ly đi chị Lai. Xin lỗi, nhưng hạo nghe hạo.